ngày 21 tháng 12 năm 1996, Sunderland để tự tin tới làm khách của Manchester United, nhưng rồi sau cùng lại cúi mặt ra về với thất bại nặng nề 0-5. Đó là trận đấu gắn liền với một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp Cantona, huyền thoại người Pháp lấy bóng từ giữa sân, đột phá qua hàng loạt cầu thủ Sunderland trước khi bật tường với Brian McClair, rồi lốp bóng kỹ thuật vào lưới đội khách. Sau khi thực hiện kiệt tác trong sự nghiệp, tiền đạo người Pháp quay người một vòng trên sân một cách từ từ, như thể tận hưởng những tràng pháo tay thán phục. Dáng đứng đầy kiêu hãnh của một vị vua cùng chiếc cổ áo dựng đứng đặc trưng. Sau cùng, ông giơ hai tay lên và chia sẻ niềm vui cùng McClair. Đó chính là khoảnh khắc đẳng cấp trong sự nghiệp của Cantona, nhưng tiếc thay nó vẫn chưa phải là số 1, bởi vì ngôi vị độc tôn đã có chủ tận một năm trước đó. Thời khắc King Eric tung cú cung phu trời giáng vào ngực của một cổ động viên Crystal Palace, chính Cantona đã công nhận và tự hào tuyên bố rằng: "Khoảnh khắc tuyệt nhất trong sự nghiệp ư? Tôi có rất nhiều khoảnh khắc, nhưng đó chắc chắn phải là cú đá thẳng vào các khán giả khốn kiếp." Sự việc khó quên ấy được diễn ra vào buổi tối ngày 25 tháng 1 năm 1995 trên sân vận động Selhurst Park Stadium. Chủ nhà Crystal Palace có cuộc tiếp đón các vị khách Manchester United. Lúc bấy giờ ở Anh, văn hóa tất cả đều chống lại Man United đang phát triển dần dần. Như là các đội bóng tầm trung, họ có thể để bất cứ đội bóng nào chiến thắng chỉ trừ MU. Vì lẽ đó, Quỷ Đỏ đã bị các cầu thủ Crystal Palace chăm sóc sức khỏe kỹ lưỡng. Và đương nhiên rồi, Eric Cantona, tiền đạo số 1 của MU, chính là tâm điểm của những cú chặt chém. Trung vệ Richard Sow bám giết Cantona suốt cả hiệp 1 và liên tục dành cho tiền đạo người Pháp những cú triệt hạ. Quá ức chế khi thấy đối thủ bỏ bóng đá người lộ liễu như vậy mà trọng tài không hề rút ra một tấm thẻ cảnh cáo nào, Cantona quyết định tự mình đòi lại công lý. Với tính cách ngổ ngáo bậc nhất làng Túc Cầu lúc bấy giờ, King Eric không chút ngần ngại đá thẳng vào người Richard Sow chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Tất nhiên, với pha trả đũa đầy ác ý trước mắt trọng tài, Cantona đã phải nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Và đó là sự khởi đầu cho khoảnh khắc mà chính Eric Cantona chia sẻ. Đây chính là giây phút khiến ông ghi nhớ nhất trong suốt sự nghiệp vĩ đại của mình. Sau tấm thẻ đỏ phải nhận, tiền đạo mang áo số 7 Man United nán lại trong sân thêm một vài phút rồi bước ra bên ngoài đường biên cùng trợ ý. Thế rồi bất ngờ một cổ động viên quá khích của Crystal Palace đã chạy sộc qua 11 hàng ghế để đến xuống sát đường biên và hét lớn ngay cạnh Cantona: "Cút về Pháp đi thằng chó dơ bẩn." Chưa hết, gã này còn bồi thêm: "Mẹ mày là một con điếm." Chắc hẳn anh chàng này nghĩ rằng với tư cách là một cổ động viên, hắn ta sẽ được buông ra những lời nói sát thương mà chẳng phải nhận sự trừng phạt nào. Thế nhưng hắn đã nhầm to. Trong một động thái ít ai dám tưởng tượng, Cantona đã lao tới, tung cú sông phi thẳng vào ngực kèm theo những cú liên hoàn đấm khiến tất cả những người có mặt tại Selhurst Park sững sờ. Sự việc diễn ra trong vòn vẹn 10 giây nhưng thay đổi số phận của MU vào ngoại hạng Anh. Trong khi Sir Alex không theo dõi trực tiếp được tình huống ấy thì cựu chủ tịch của MU, ông Martin Edwards, lại chứng kiến rất rõ. Sự cố ấy diễn ra ngay tâm tầm quan sát của khu giám đốc. Eric được dẫn đi ra phía đường biên, thế rồi bất chợt, cậu ta vung ra và quăng cả thân mình để tung cú đá cung phu vào một cổ động viên. Edwards nhớ lại: "Tôi đã nghĩ rằng, cái quái gì vậy? Cậu ta mất trí à, điên thật rồi." Sau đó, tôi vào phòng thay đồ và tất cả chỉ là một sự im lặng chết chóc. Chúng tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ Alex chẳng nói gì với cậu ta cả. Tôi chưa từng thấy một sự cố nào như ở Selhurst cả, và tôi nghĩ là cũng chẳng ai từng thấy một điều tương tự. Đó là một tình huống vô cùng đặc biệt. Còn với nhân vật chính của màn cung phu không tưởng ấy, Eric Cantona đã bị phạt 15.000 đô la, ngồi tù 2 tuần và nhận án treo giò 9 tháng. Đây là mức phạt nặng nhất mà một cầu thủ phải nhận lúc bấy giờ ở ngoại hạng Anh. Sau khi kháng cáo, dù đã thoát khỏi cảnh vào trại, nhưng King Eric vẫn bị phạt 120 tiếng lao động công ích. Và tiền đạo người Pháp đã chọn việc huấn luyện cho các cầu thủ trẻ làm công việc chấp nhận hình phạt. Quãng thời gian còn lại của mùa giải, MU thiếu vắng chân sút số 1 của câu lạc bộ nên đã hụt hơi trong cuộc đua vô địch và bị Blackburn Rovers vượt mặt. Bản thân Eric Cantona cũng đã vĩnh viễn mất suất tại đội tuyển Pháp vào tay những ngôi sao trẻ. Thế nhưng Cantona lại chưa bao giờ cảm thấy hối hận với cú song cướp của mình, dù có bị cả thế giới lên án như một gã đồ tể, hay lẫn rất nhiều những án phạt trực tiếp ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Eric Cantona vẫn hồi tưởng lại pha cung phu như một chiến tích đầy tự hào. "Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi á, có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ đấy. Nhưng cái mà tôi thích nhất là lúc tôi nhảy lên và đá thẳng vào ngực cái thằng hooligan." Đúng vậy, thằng cha đó đơn giản chỉ là một thằng cha hooligan. Tôi không biết việc làm của mình khi đó là đúng hay sai, nhưng tôi biết, vào thời điểm đó, tôi đã hành động ngay lập tức mà không hề lưỡng lự. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của chúng ta lại thay đổi và chịu ảnh hưởng từ nhiều điều khác nhau, như những người chúng ta gặp, những suy nghĩ trong đầu chúng ta, những nhận xét của mọi người về chúng ta. Có những điều bạn có thể bỏ qua dễ dàng, nhưng vẫn còn nhiều điều khác thì không thể, bởi đó là những lời nói nhạy cảm và tác động trực tiếp đến bạn, tiền đạo người Pháp chia sẻ. Còn về phần của Sir Alex Ferguson, ông đã có một đêm mất ngủ vì hành động của cậu học trò. Cú cung phu ấy của Eric Cantona đã khiến MU chơi thiếu người và chỉ có một điểm trước Crystal Palace.
rồi sau này là mất chức vô địch ngoại hạng Anh năm đó. Ngài máy sấy tóc cũng đứng giữa làn danh bảo vệ chính nguyên tắc của bản thân với châm ngôn: không một cầu thủ nào được phép lớn hơn đội bóng hay lên tiếng bảo vệ hành vi bạo lực của Cantona. Nhưng rồi chính Sir Alex cũng thừa nhận rằng: thực sự, tôi đã bị lôi cuốn trước những gì đã xem. Tôi không thể tìm được lời giải thích cụ thể nào cho hành động của Eric, nhưng tôi có cảm giác anh ấy bực bội với chính mình sau khi bị đuổi và ức chế vì trước đó trọng tài đã chẳng có động thái gì trước sự khiêu khích của Sô. Tất cả kết hợp lại dẫn đến sự bùng phát ấy. Tôi hiểu là Eric bị ám ảnh bởi điều đó. Với Man United, tất nhiên rồi, họ vẫn giữ đúng với nguyên tắc là án phạt nội bộ, là cấm Cantona thi đấu đến hết mùa giải. Tiền đạo người Pháp được yêu cầu tham dự một cuộc họp với Sir Alex, và anh đến đó cùng cậu con trai Raphael với chiếc áo MU có chữ Cantona đầy quyền lực. Vài tuần sau, Cantona bị ủy ban kỷ luật FA treo giò 9 tháng, phạt 15.000 đô la. Đáp lại, Sir Alex mỉa mai rằng, một tổ chức như FA lại đưa ra quyết định chỉ vì tác động của giới truyền thông. Các đồng đội của Cantona cũng bảo vệ anh trong cuốn tự truyện đầu tiên của mình. Cựu đội trưởng Roy Keane có viết: phản ứng đầu tiên của tôi là: cái chết tiệt gì vậy? Thật quá bất công cho Eric. Nếu là tôi cũng làm như thế. Nếu nhìn bức ảnh đó, đó là một sự cố khó ưa, nhưng thái độ của tôi thì không thay đổi. Tôi đứng về phía anh ấy và tất cả anh em khác cũng vậy. Chúng tôi tất nhiên không vỗ vai anh ấy và nói: làm tốt lắm. Nhưng Eric là một người đàn ông tốt và chúng tôi không quay lưng với anh ấy. Đúng là Eric đã bị mất kiểm soát, nhưng anh ấy chẳng làm gì đến nỗi phải đánh mất cả sự nghiệp cả. Qua những phản ứng của đồng đội và huấn luyện viên Ferguson về cú cung phu thần thánh đó, khán giả có thể nhìn ra vị thế của Eric Cantona tại Manchester United ở thời điểm đó là lớn như thế nào. Quay lại ngày 26 tháng 11 năm 1992, Quỷ Đỏ thông báo đã chính thức chiêu mộ thành công Eric Cantona từ Leeds United với giá 1,2 triệu bảng. Nói không ngoa khi Sir Alex Ferguson đến xử sở sương mù, ông đã thay đổi hoàn toàn MU, những viên gạch đầu tiên. Những nguồn cảm hứng lớn nhất để ngài máy sấy tóc tạo ra vương triều vĩ đại đó lại chính là Eric Cantona. Trước khi có King Eric, MU không còn là đội bóng xuất sắc ở ngoại hạng Anh từ rất lâu. Họ đã phải tìm kiếm danh hiệu trong suốt 26 năm liền. Ngay trước khi Cantona tới, đội bóng lửa đỏ thành Manchester hầu như đã quên mất cách ghi bàn. Họ xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng và bị loại khỏi đấu trường tranh cúp. Họ thắng vỏn vẹn 2 trận, ghi được tổng cộng 9 bàn trong 13 trận trước đó. Ngay trong mùa giải đầu tiên gắn bó, Cantona đã ghi được 9 bàn thắng, góp công vào chức vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên của Manchester United dưới thời của Sir Alex Ferguson. Chỉ sau 10 trận đấu có Cantona, Quỷ Đỏ thắng 8 và hòa 2 trận. Chính Eric là nhân vật chính giúp MU thắng Tottenham 4-1 để giành danh hiệu đầu tiên sau 26 năm chờ đợi mòn mỏi. Nếu có một cầu thủ nào trên thế giới tạo ra để dành cho MU, thì đó chính là Cantona. Sir Alex Ferguson cũng phải công nhận, cái cách anh ấy đi bóng, đỡ ngực, đánh đầu hay nghiên cứu tình hình trên sân như thể thách thức cầu thủ đối phương. Tôi là Cantona, anh đã đủ giỏi để chặn tôi chưa? Thế hệ trẻ của MU sau này chính là lứa 92 huyền thoại đều trở thành những ngôi sao hàng đầu như Paul Scholes, David Beckham hay Gary Neville từng giành danh hiệu đầu tiên cùng MU mùa giải 95-96 cũng phải cảm ơn Cantona khi anh đã là một phần mang về vinh quang và đưa tên tuổi của họ lên cao ngay từ những ngày đầu. Không có Cantona, MU sẽ chẳng giành được gì với bọn trẻ. Huyền thoại người Pháp gắn bó với đội chủ sân Old Trafford đã được 5 mùa thì ông đã mang về phòng truyền thống của câu lạc bộ tới 4 danh hiệu ngoại hạng Anh. Chỉ trừ duy nhất mùa giải 94-95, cũng chính là mùa Cantona trở nên nổi tiếng với cú cung phu kinh điển. Quỷ Đỏ chấp nhận về nhì khi chỉ kém Blackburn đúng một điểm. Nhưng người hâm mộ đều tin rằng nếu Eric Cantona không bị treo giò đến hết mùa, MU chắc chắn sẽ giành luôn chiếc cúp bạc năm đó. Tổng cộng với 82 bàn thắng sau 185 trận đấu trên mọi mặt trận, Cantona giành được 9 danh hiệu cùng MU. Ngoài 9 chức vô địch ngoại hạng Anh, King Eric có thêm 2 FA Cup và 3 siêu cúp nước Anh. Về mặt danh hiệu cá nhân, quả bóng đồng thế giới năm 93 có lẽ là phần thưởng đáng nhớ nhất của Cantona. Rõ ràng Cantona chính là một trong những biểu tượng và niềm tự hào của Man United. Dẫu cho hành động song phi cước vào ngực cổ động viên đã khiến cho ông suýt phải bóc lịch, nhưng cho đến bây giờ, người hâm mộ Quỷ Đỏ và cả chính Cantona vẫn nhắc lại khoảnh khắc lịch sử đó như một chiến tích hào hùng. Một màn cung phu trừ gian diệt ác, và King Eric vẫn nở nụ cười mãn nguyện mỗi khi nhắc lại. Chắc chắn không có bất kỳ sự ngoài nghi nào về nụ cười ấy của ông. Thay vào đó chỉ có màn ăn mừng đầy ngang tàn của một vị vua với chiếc cổ áo dựng đứng mới luôn được nhớ mãi. Cantona đã trở thành hình mẫu cho chiếc áo số 7 huyền thoại, định hình cá tính MU và là biểu tượng chiến thắng của sân Old Trafford. Nếu có cầu thủ nào ở bất kỳ đâu trên thế giới sinh ra là để dành cho Quỷ Đỏ, đó chính là Eric Cantona.